Rất cảm ơn quý vị đang vận dẫn băng tần 57.6 và 16.8 của hệ thống truyền hình VBS. Tiếp theo sau đây là phần tin châu Á với những tin sau đây. Malaysia và Singapore mở lại biên giới. Đây là lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19. Nhật Bản cấm du khách ngoại quốc nhập cảnh vì sợ lan tràn số ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron. Northern Territory của Úc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron đầu tiên. Myanmar mở phiên tòa xử bà Aung San Suu Kyi. Và tiếp theo đây mời quý vị theo dõi phần tin Á Châu. Malaysia và Singapore mở lại biên giới lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19. Chính phủ của Malaysia đã cho phép mở lại hoạt động phi trường quốc tế Kuala Lumpur, tiếp nhận các chuyến bay nối liền hai quốc gia Malaysia-Singapore, miễn lệ phí kiểm dịch các cá nhân đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Singapore Airlines cất cánh từ Singapore chở 240 hành khách hạ cánh tại Kuala Lumpur vào lúc 9 giờ sáng đã được đón chào nồng nhiệt. Tổng cộng có đến 6 chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Air Asia, Malindo Air, Jetstar Asia và Scoot đã đến Kuala Lumpur vào ngày hôm nay, chở hơn 1.300 hành khách đến từ Singapore. Vào ngày 8 tây tháng 11, Thủ tướng Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố thông báo chính thức nói rằng Malaysia và Singapore mở lại đường bay nối liền Changi và Kuala Lumpur kể từ ngày hôm nay. Tất cả hành khách nối trên đều mang dây đeo tay màu xanh lam, thưa quý vị, khi mà đến nơi sau đó thì tháo ra khi rời khỏi phi trường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày thứ Sáu tuần qua đã lên tiếng báo động về sự xuất hiện COVID-19 biến thể Omicron. Một số quốc gia đã cấm các chuyến bay đến từ 7 quốc gia Phi Châu, gồm có Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho và Eswatini. Quay sang Nhật, thì nước này đã cấm du khách ngoại quốc nhập cảnh vì lo sợ lan tràn số ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron, thưa quý vị. Chính phủ Nhật Bản đã ra thông báo xác nhận sẽ khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ và cấm tất cả du khách ngoại quốc nhập cảnh vì lo ngại COVID-19 biến thể Omicron đang lan tràn nhanh chóng chỉ vài tuần lễ sau khi nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt để khôi phục hoạt động du lịch. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO đã cảnh cáo các quốc gia chớ vội vàng áp đặt biện pháp hạn chế du lịch. Tuy nhiên, thì Anh Quốc, Liên Âu và Hoa Kỳ đã ngay lập tức áp dụng các biện pháp hạn chế người dân ở hầu hết các quốc gia Nam Phi nhập cảnh. WHO đã xác nhận COVID-19 biến thể Omicron có thể lây lan nhanh và gây hậu quả trầm trọng. Chính phủ Scotland hôm nay đã ghi nhận 6 ca nhiễm COVID-19 Omicron, thưa quý vị. Northern Territory của Úc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron lần đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Natasha Files của nước Úc sáng nay báo tin cho hay là một người đàn ông đến từ Northern Territory trên chuyến bay hồi hương từ Nam Phi vào ngày 25 tháng 11 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 biến thể Omicron, có thể trở thành mối đe dọa khủng khiếp đối với cộng đồng. Một cô gái 19 tuổi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại Binjari trong 24 giờ qua. Cộng đồng Binjari đã bị phong tỏa vào ngày thứ Bảy sau khi tìm thấy COVID-19 trong nước thải. Trời ơi, sợ quá chị ha, bây giờ trên thế giới mình bây giờ lại có biến chủng mới nữa rồi, bởi vì quý vị hãy cẩn thận. Hết Delta, mình tưởng là mình đang tưởng im im rồi, bây giờ lại tới Omicron nữa. Sợ quá. Sợ quá, thành ra bây giờ chúng ta tuy là mình chích ngừa rồi cũng phải chuẩn bị chích cái liều thứ ba, rồi bây giờ là chuẩn bị là đang có thêm cái chủng mới nữa, rồi chủng mới Omicron nữa. Đó, sợ quá. Chưa biết chị? Ha. Tại vì bây giờ thế giới người ta đang báo động, thật ra người ta đã kịp ngăn chặn lại, không có cho những cái nước Nam Phi vào, thì hy vọng rằng là cái sự bùng phát đã bị ngăn chặn kịp thời. Dạ, chứ nếu không anh nhớ cái Delta vừa rồi không? Nó bùng phát quá trời, lây từ Ấn Độ qua tới Việt Nam mình quá là kinh khiếp luôn. Hoa Kỳ mình có chưa chị ha? Cũng có nhưng mà nó ít, tại vì mình có thể ngăn chặn lại kịp, do là mình đã có chích ngừa đầy. Dạ. À, cái chích ngừa đầy đủ thì nó cũng đỡ hơn. Dạ. Nhưng mà bây giờ
người ta đang nghiên cứu như là Moderna nó có cái thuốc chủng rồi đó. Thì dự trù là đầu năm nay chúng ta sẽ có thêm thuốc ngừa cho cái cái Omicron này. Dạ, bởi vậy quý vị nào mà chưa tiêm liều thứ 3 thì nên đi tiêm ha quý vị ha. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện cầu nguyện thôi ha chị ha. Và để trở lại với phần tin tức của ngày hôm nay thì bản tin kế tiếp cho biết là Myanmar đã mở phiên tòa xử bà Aung San Suu Kyi. Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi đã bị lật đổ nghe phán quyết tại phiên tòa xét xử bà theo kế hoạch diễn ra vào ngày mai. Phiên tòa quân sự đầu tiên được tiến hành có thể kết án tù bà nhiều thập niên. Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, thì chính phủ được bầu của bà đã bị các tướng lĩnh lật đổ vào ngày 1 tháng 2, chấm dứt giai đoạn dân chủ ngắn ngủi của quốc gia Đông Nam Á. Bà Aung San Suu Kyi có nguy cơ bị kết án 3 năm tù giam nếu như bị kết tội kích động người dân chống lại chế độ cai trị của quân đội. Theo giới chức phân tích thời sự, thì biện pháp này nhằm mục đích loại bỏ hình ảnh biểu tượng của chế độ dân chủ non trẻ tại Myanmar khỏi chính trường. Các ký giả bị cấm theo dõi phiên tòa đặc biệt diễn ra tại thủ đô Naypyidaw và các luật sư của bà cũng bị cấm tiếp xúc với giới truyền thông. Vài ngày sau cuộc đảo chính, bà Aung San Suu Kyi bị cáo buộc tội sở hữu máy bộ đàm không có giấy phép và vi phạm các biện pháp hạn chế hoạt động vì đại dịch trong cuộc bầu cử mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, gọi tắt là NLD của bà giành được chiến thắng hồi năm 2020. Chính quyền quân sự Myanmar đã đều đặn đưa thêm tội danh truy tố bà Aung San Suu Kyi như là việc vi phạm đạo luật bí mật, tham nhũng và bầu cử gian lận. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin châu Á. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, một lần nữa chị em chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.